niên ra nhẽ nhào một thần thái ngang ngửa đầu bếp năm sao và cái kết rất su cà na. Hay lướt tớp tớp quá 180 phút để xem các anh trai đầu bếp thể hiện kiêu đỉnh cao. Vì quá là bánh cuốn trong các điệu lắc chảo, thế nên chàng trai trong đoạn clip đã có định hướng sẽ trở thành một đầu bếp trong tương lai. Coi mà cười muốn gớt cái giới tính ra ngoài luôn. Ngượng chi gứa không biết à. Cơ mà là ổng đang nhào bột hay là chỉ cho chị em cách đánh phấn nhanh vậy? Tình tiết khó đỡ nhưng không kém phần hài hước của đoạn clip thu hút người xem đông đảo. Một số bình luận của cư dân mạng để lại: thôi đi ông nội, xem cái biểu cảm khuôn mặt mà muốn gớt cái giới tính ra ngoài luôn hả? Ủa, alo, sao hay ra dẻ quá à? Cơ mà xin lỗi, tôi đã lỡ cười. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.